Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền đất nước quê hương Việt Nam, thành phố mang tên Bác, Landmark 81, Landmark 81. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Nhìn thấy quê hương đất nước phát triển và đổi mới từng ngày từng giờ. Rất là tuyệt vời anh chị em các bạn. Rất là tuyệt vời. Không có đâu nơi nào bằng ở quê nhà của mình hết. Đất nước đang phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ. Cuộc sống của người dân người ta đang ăn lên làm ra. Phát triển phải nói rất là kinh ngạc. Chứ phát triển mà Lê Minh thấy còn phải nói là nóng lạnh. Kinh khủng. Các bạn thấy cho nên chúng ta phải phấn đấu anh chị các bạn. Mình phải phấn đấu, phải học tập, phải vươn lên. Chứ không phải cứ ngồi đó mà mình cứ than trách. Tại sao nhà nước Việt Nam không làm cái này cho tôi, không làm cái kia cho tôi, phải cho tôi được những cái quyền lợi này, phải cho tôi được cái quyền gọi là quyền lợi kia, thì làm sao mình có thể khá nổi? Anh chị em các bạn thấy không? Chỉ có mấy tháng Lợi Minh quay về thôi, mà những cái khu vực ở đất nước phát triển đổi mới như thế này. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn này. Đây là cái khu vực của Landmark 81. Anh chị em các bạn thấy phát triển rất là hoành tráng. Không, thời buổi bây giờ không phải là mình phải đi ra nước ngoài mình mới có cuộc sống tốt hơn. Tôi nói anh chị em các bạn, đây là một sự sai lầm của những nhiều người ở trong nước họ hiện nay họ đang có những cái sự gọi là một sống vọng ngoại. Ngay cả trong đất nước này, cái cơ hội mà mình không biết nắm bắt lấy, mà mình không chịu học tập, mình không chịu học hỏi để phấn đấu vươn lên, thì đừng nói đến chuyện anh chị em các bạn cứ ngồi đó mơ ở bên trời Tây, mơ ở bên đất Mỹ, thì không bao giờ khá nổi. Ở ngay trong đất nước quê hương mình mà mình không phấn đấu được, thì qua xứ người ta mình cũng chỉ là lao nô thôi. Tôi nói anh chị các bạn, bây giờ bỏ tiền bạc tỷ đi qua Mỹ, cài, đi qua châu Âu, cài sắp mặt, làm chết luôn. Ở trong nước bây giờ cái cơ hội rất là nhiều, mình phải biết phấn đấu. Chứ mình không nên ngồi đó cứ như than vãn trách móc, nhìn thấy những cái vấn nạn của xã hội cứ trách móc rồi đổ lỗi cho chính quyền thế này thế nọ, thì tôi nói những người này không bao giờ khá nổi. Khi tôi vào cái trang website nhà của ông Thái Bá Tân, tôi thấy rất là đau lòng cho một cái con người như ông này. Tôi lại nói trong đầu tôi rằng sao bây năm 2 năm xưa không dội chết ông cho rồi đi, để ông sống cho đến ngày hôm nay làm chi mà để ông viết những cái bài văn ông phê phán, ông phỉ nhổ cái quê hương đất nước mà biết bao nhiêu người đã nằm xuống và hy sinh cho ông. Những hạng người này tôi nói anh chị các bạn biết rất là tồi. Lịch sử Việt Nam và hàng triệu con người Việt Nam, người ta sẽ quyền của cái hạng người như ông Thái Bá Tân này. Tôi thấy ông ta sống rất là vọng ngoài. Những cái bài văn của ông ấy cực kỳ là láo xịn. Ngồi đó chỉ biết than vãn trách móc, rồi cứ nhìn ở bên trời Tây trời nào đó. Tôi thấy ở trên cái mạng xã hội này nhiều người lên sống rất là vô ý thức, nhất là những người từng theo Bác và Đảng, ăn cơm của Bác và Đảng, lên mạng rồi vạch áo cho người ta xem lưng, chống phá lại. Tôi nói rất là đau lòng anh chị các bạn. Trong khi đó các bạn thấy người dân mọi tầng lớp trong xã hội đất nước con người, người ta đang phấn đấu để vươn lên, người ta đang cố gắng để làm sao cuộc sống mỗi ngày là tốt. Tôi đi từ miền Tây, tôi lên cao nguyên Tây Nguyên, bây giờ tôi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị các bạn thấy từ hạ tầng cơ sở, từ mọi cuộc sống, những người lam lũ bây giờ người ta đã có những cái sự thay đổi phát triển từng ngày và từng giờ, một sự kinh ngạc. Từ hạ tầng cơ sở cũng vậy, những con đường ngày nào tôi đi tôi nhớ ổ gà tùm lum, bây giờ các anh chị các bạn biết được đổi mới cực kỳ tốt, phải nói là rất là tốt. Cho nên những thành phần mà cứ ngồi đó than vãn trách móc
đầu chính phủ Việt Nam phải làm cái này, phải làm, phải chia cho mình. Thì tôi nói với hạng người này không, không bao giờ khá nổi. Thôi thì Lợi Minh cũng mới vừa về tới lên khu vực 81. Cho nên xin chào anh chị em các bạn. Hẹn gặp anh chị em các bạn những cái like kia tiếp theo. Lợi Minh sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái cảnh đẹp và những sự phát triển phồn thịnh của thành phố mang tên Bác. Các bạn. Hello, xin chào anh chị các bạn thân mến của Lợi Minh nha, từ miền quốc đất nước quê hương Việt Nam Mũi Né. Đây là một bà chủ rất là trẻ đó, các bạn thấy không, người ta rất là giỏi, người ta làm ăn, người ta ăn làm ra, bây giờ ta chỉ ngồi ta đếm tiền thôi, chứ không phải giống như cái đám mà bao que của mày ở bên Mỹ chứ ngồi đã chống phá rồi, chứ mày thấy không, thấy không chị, các bạn nói chị thấy cuộc sống ở Việt Nam sao chị? Nói chung là về ví dụ như là về con người thì họ cũng không có làm khó nhau nhiều, nghĩa là ai làm ăn và phát triển được thì người ta cũng cố gắng giúp đỡ cho nhau. Nói chung là nó có cái cộng đồng á, nên là cùng nhau phát triển đó. Các bạn thấy không, đây giờ tôi giờ xin lỗi chị, tôi thì ở bên Mỹ đi về muốn tham quan đất nước để nói cho những người ở hải ngoại biết rằng đất nước đang phát triển và đổi mới, cuộc sống người ta đang ăn nên làm ra. Có nhiều người họ lên mạng họ xuyên tạc, họ chống phá đất nước, họ nói rằng đất nước đang bán cho Tàu cộng hết, đất nước bây giờ là sắp sửa không còn của Việt Nam nữa. Thành ra tôi về tôi thấy rằng đất nước rất là phát triển, rất là tốt. Các bạn thấy một người phụ nữ người ta giỏi ghê không? Đấy, người ta làm nó ăn nên làm ra, cuộc sống có được một cái cơ sở như thế này. Thế cho nên anh chị các bạn về ở Mỹ mà về, về Mũi Né nhớ ghé một khách sạn này nha, gọi tên là Victory Rest House, nhà nghỉ thắng lợi, cho mướn rất là bình dân, rất là thoải mái. Cứ ghé vào đây ủng hộ bà chủ này nha các bạn. Đấy, bạn thấy không, đất nước Việt Nam tuyệt vời. Bây giờ là chiều ở trên cái Mũi Né, cái cuộc sống rất là thanh bình, nhà nhà người 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 ta ăn nên làm ra. Cảm ơn chị nha chị. Các bạn thấy rất là tuyệt vời, ở đâu cũng không bằng quê hương đất nước của mình, anh chị em các bạn thấy không? Cho nên mình phải cùng nhau gìn giữ sự bình yên của quê hương đất nước của mình, đập tan với các thế lực thù địch chống phá đất nước, xuyên tạc. Các bạn thấy không, cuộc sống ở quê nhà các bạn thấy người ta ăn nên làm ra, chỉ cần có một cái khách sạn như vậy thôi, 500.000 đêm, nhiều khi bây giờ mà kiếm không ra chỗ nữa chứ. Các bạn thấy đó, ở đây là Mũi Né tuyệt vời, rất là đẹp, rất là đẹp, không thể nào mà từ chối nhìn thấy cái quê hương của mình phát triển như thế này. Chị ơi, người ta ăn lên làm ra.